Khánh Hoàng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có rất nhiều nỗi lo toan, lo lắng về cuộc sống, lo lắng về tiền bạc, lo lắng về sự nghiệp, lo lắng về gia đình, vợ chồng và cả con cái. Và tất cả những điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Nặng thì chúng ta có thể bị ung thư, những chứng bệnh trầm trọng khác. Và nhẹ thì chúng ta có thể bị những chứng bệnh như là nhức đầu, khó ăn, mất ngủ, uể oải và không muốn làm việc. Và chúng ta đã có rất nhiều cách để mà chữa trị những chứng bệnh đó bằng cách đi khám bác sĩ, uống thuốc, rồi chúng ta có thể giải trí bằng cách đi xem phim, coi ca nhạc, tập luyện thể dục để giữ gìn sức khỏe. Và kính quý vị, có một cách mà Khánh Hoàng nghĩ rằng nó sẽ rất hữu hiệu mà rất ít tốn tiền và đặc biệt là rất là tiện dụng cho tất cả mọi người, đó là sử dụng đôi đũa thần kỳ. Kính quý vị, đôi đũa thần kỳ là một sáng chế của chị Lindy Ngũ ở tại Úc Đại Lợi. Và chị đã phát minh ra đôi đũa thần kỳ để mà giúp chữa trị cho rất nhiều quý vị đang có bệnh như là nhức mỏi và rất nhiều chứng bệnh khác. Và hôm nay Khánh Hoàng xin mời quý vị gặp gỡ chị Linh Đi Ngủ, nhà phát minh sáng chế ra đôi đũa thần kỳ. Khánh Hoàng xin chào chị Linh Đi Ngủ. Linh Đi Ngủ xin mến gửi lời chào đến Khánh Hoàng và Linh Đi Ngủ xin kính lời chào đến tất cả quý vị. Trước khi nói chuyện với chị Linh Đi Ngủ thì Khánh Hoàng đã xem qua và đã xem rất nhiều những phương tiện truyền thông trong những ngày tháng vừa qua nói về chị Linh Đi Ngủ và Khánh Hoàng rất là ngạc nhiên bởi vì chị xuất thân từ không phải một nơi nào cả mà chúng ta từng nghĩ tới, phải từ Úc và là một nơi là Tây Nguyên ở miền Thượng, và chị đã áp dụng những phương pháp trị bệnh của người Thượng từ rất lâu đời đến thời điểm hiện tại bây giờ. Bằng cách nào, bằng cái động lực nào mà chị đã suy nghĩ và đem những cái phương pháp đó đến thời điểm hiện tại và chữa trị mà đã rất thành công như là thời điểm hiện tại bây giờ thưa chị? Cảm ơn Khánh Hoàng rất là nhiều. Và cái câu hỏi của Khánh Hoàng chắc chắn là cái sự thắc mắc của quý vị. Thật sự ra là Lindy sinh ra và lớn lên trong một cái vùng phải nói là rất là nghèo nàn. Nhưng mà nhờ cái sự nghèo nàn đó mà với một cái cuộc sống rất là mộc mạc mà mình không có những cái điều kiện giống như là cái thời nay, không có thuốc men. Nhưng mà thật sự không ngờ rằng là cái sự mộc mạc của mình mà lại đem đến lợi ích cho cả thế giới ngày hôm nay. Chính bản thân của Lindy chưa bao giờ biết thuốc men, không bao giờ biết thuốc men là gì. Nhưng mà sau này thì nghe rất là nhiều người nói rằng là sử dụng thuốc thì chắc chắn là nó có nhiều cái ảnh hưởng về sau. Thì Lindy muốn đem một cái kiến thức mà gọi là rất mộc mạc của mình mà đem đến cho tất cả mọi người trên thế giới, và cũng không ngờ rằng cái sự mộc mạc của mình lại được rất là nhiều nơi trên thế giới đón nhận và yêu mến cái đôi đũa thần kỳ của mình. Người sáng lập ra Miracle Wands, đôi đũa thần kỳ, là Lindy Ngũ, là một phụ nữ Việt gốc Hoa xuất thân từ một gia đình nghèo, sinh ra và lớn lên tại miền dân tộc Pleiku, miền núi cao nguyên giữa những con người thật nghèo, bất hạnh và xấu số, phải chịu đựng cuộc sống khó khăn nhưng có hoài bão và mộng ước. Khi còn bé, cô lớn lên bên cạnh những người có số phận không may mắn và bệnh tật. Cô bé thiết tha mong mỏi một ngày kia có thể giúp nhân loại và những người thiếu may mắn. Những y sĩ Trung Hoa thời xưa đã dùng những viên đá hình dạng khác nhau cùng với một dược thảo được đốt gọi là mugwort, ngải cứu, để tạo ra nhiệt trong việc chữa trị các chứng bệnh. Viên đá sẽ tỏa ra sức nóng vừa phải để cơ thể có thể dễ dàng thích ứng. Lindy tiếp tục các cuộc hành trình vòng quanh thế giới, thuyết trình và tổ chức những cuộc hội thảo trình bày chức năng tác dụng của đôi đũa thần kỳ. Cô dành nhiều thời gian và sức lực để giúp những người kém may mắn và bệnh tật. Vậy tại sao chúng ta lại gọi những viên đá ấy là đôi đũa thần kỳ? Bởi vì chỉ dùng trong 2 phút là da cả trên và dưới mắt của ta sẽ cảm thấy êm ái ngay tức khắc và căng thẳng được giải tỏa. Bằng cách nhấn đôi đũa thần kỳ vào các huyệt đạo khác nhau trên thân thể sẽ giúp chữa trị được nhiều chứng bệnh khác nhau cũng như giúp cho cơ thể thư giãn. Đây thì Khánh Hoàng cũng có cái vui cũng xin nói rằng hồi nhỏ thì Khánh Hoàng thường hay ước mơ mình có một chiếc đũa thần kỳ để mà làm một điều này điều kia để mà cứu người. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có đến cả đôi đũa thần kỳ trong tay, mà không phải là ước mơ nữa mà nó sẽ trở thành hiện thực. Với một giá thành rất là nhỏ nhẹ thôi, quý vị có thể sở hữu đôi đũa thần kỳ mà quý vị không cần phải mơ ước, để có thể chữa bệnh cho bản thân quý vị, chữa bệnh cho những người bạn bè của quý vị, những người thân trong gia đình. Và chắc chắn rằng những cái phương pháp chữa bệnh sẽ được chị Linh Đi Ngủ chỉ dẫn, hướng dẫn rất là kỹ càng và cặn kẽ. Hy vọng chị có thể cho quý vị biết thêm những chứng bệnh nào mà đôi đũa thần kỳ có thể trị được, và những phương pháp nào, cách nào để có thể thuyên giảm được những chứng bệnh đó qua cái đôi đũa thần kỳ thì chị.
À, thật sự ra thì Lindy cũng theo với cái kinh nghiệm rất là mộc mạc của mình là Lindy biết trong cái cơ thể của con người là có hai cái yếu tố quan trọng là hệ thần kinh và máu huyết của mình. Nếu mà hệ thần kinh của mình nếu mà hoặc là máu huyết của mình có một tí gì bê tắc thì nó sanh ra rất là nhiều cái chứng bệnh. Mà trong hai cái hệ này là khi mà mình khai thông được thì mình không có còn nhiều chứng bệnh. Nhất là máu huyết của mình lưu thông thì nó làm cho da dẻ của mình rất là hồng hào, rất là đẹp. Hoặc là hệ thần kinh của mình mà nó thông thì mình không còn những cái chứng mà đau nhức, mà bệnh hoạn gây những cái chứng mà đau nhức thấp khớp. Thì cái may mắn ở đằng đây là cái đôi đũa thần kỳ thuyết phục được cả hai hệ này. Rồi ngoài ra thì cái may mắn hơn nữa là nhờ cái điện trường và từ trường từ ở trong và ngay cả cái lối mà Lindy hướng dẫn sử dụng thì nó lại ảnh hưởng và mình lại hưởng được cái làm cho cái làn da của mình rất đẹp. Và hầu như các bác nào mà khai sau khi sử dụng giống như là bây giờ Lindy điển hình ngay cái phần mắt. Mắt của mình đó, thì nếu mà mình bị chảy nước mắt sống, mắt của mình khô nước mắt, không có nước mắt hoặc là mắt bị nổi cườm, rồi mắt ngứa hoặc là ngay cả thậm chí những cái hột đẹn, hột nổi hột lẹo đó. Thì phải nói là một tuần 10 ngày nó mới hết, nhưng mà sau khi mình sử dụng đôi đũa thần kỳ phải nói là hột lẹo nó cũng đi ngay. Là bằng cách là cứ đè vào như vậy, đè vào cái khóe mắt của mình và kéo nó ra. Mà khi mình kéo nó ra như vậy á là tất nhiên á là như quý vị cũng giống như Khánh Hoàng thấy là hai cái bọc mỡ của mình là mình cũng cái đôi đũa thần kỳ nó cũng kéo ra và nó làm tan đi cái bọc mỡ. Và phải nói là khi mà mình sử dụng thì mình thấy được cái kết quả liền tại chỗ. Và sau khi mà mình sử dụng thì trong cái thời gian rất là ngắn ngủi 15-20 phút thì cái máu huyết mình lưu thông lại, thấy cái da dẻ của mình rất là đẹp. Ngoài ra thì cái chứng mà bệnh viêm sau mũi là phải nói là cái đôi đũa thần kỳ rất là nổi tiếng về trị về cái bệnh viêm sau mũi. Là cứ sử dụng rất là đơn giản, rễ vào hai cái khóe mũi, hạch mũi như vậy, cứ kéo, đè mạnh và kéo lên. Cứ làm như vậy là trong vòng 1 phút về những cái chứng mà viêm sau mũi, sổ mũi, ngạt mũi hoặc là chảy máu cam nó cũng ngưng ngay lập tức. Thì phải nói là càng ngày bà con càng yêu Lindy là tại vì cái kết quả của đôi đũa thần kỳ đem đến cho mọi người. Chị Lindy có nói tình thương yêu của quý vị khán giả dành cho chị Lindy à, nhưng mà Khánh Hoàng cũng xin nói thêm rằng nếu mà phải có tình yêu thương của khán giả đó, nếu mà cũng có thì phải là một cái sản phẩm tốt, bởi vì những sản phẩm đó đã chữa hết bệnh cho những khán giả đó, cho nên họ mới có tình thương dành cho chị như vậy. Nếu mà không chữa hết thì chắc chắn họ không thương chị đâu à, nhưng mà Khánh Hoàng xin hỏi chị một điều rằng cũng có nhiều người cũng đã xuất thân từ một vùng núi thô sơ như vậy thì chắc chắn cũng đã được chữa trị qua những phương pháp bằng đôi đũa, bằng những cái cục đá như vậy. Thì Khánh Hoàng nghĩ rằng tại sao những người đó họ không có những cái ý định, những suy nghĩ giống như chị để mà đem cái sản phẩm đó đến thời điểm hiện tại bây giờ và phổ biến ra cho mọi người thế chị? Mà chỉ có chị mà thôi. À, thật sự ra là cũng cảm ơn Lindy, cũng nói cảm ơn ơn trên là cái may mắn của Lindy là được định cư tại Úc Châu và cũng là cái người mà được làm việc rất là cận kề với các bộ ở trong chính phủ của tiểu bang Queensland. Và Lindy lại là cái người mà có cơ hội làm việc rất là nhiều ở trên cái mỏ đá, nhất là cái tiểu bang mà Lindy đang sinh sống thì phải nói là có nguồn tài nguyên rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì đây là cũng là một cái duyên và có thể là cũng ý trời đưa đẩy Lindy đến để mà phát minh cái đôi đũa thần kỳ. Từ cái sự mà rất là mộc mạc của mình mà cho đến ngày hôm nay thì phải nói là Lindy rất là hãnh diện, không phải riêng chỉ cho Lindy mà hãnh diện cho cả dân tộc Việt Nam của mình. Tôi tên là Tô Văn Lai, tôi là cái người mà sáng lập trung tâm chuyên gia Barry Benai. Hiện tại tôi thấy ở trên Vietfest TV thì có cái quảng cáo của cô Lindy đó về cái đôi đũa thần kỳ, cho nên tôi cũng hiếu kỳ. Và thứ nhất thì tôi cũng có hay có bệnh nhức đầu, thành ra tôi cũng liên lạc để thử coi cái hiệu quả như thế nào. Vì tại thật sự ra thì hồi xưa tôi cũng giáo sư đi học thì tôi dạy học, cho nên tôi cũng biết được là cái từ trường hoặc là cái tĩnh điện đó nó có thể xoa dịu hoặc nó làm tan được những cái cơn đau của người ta bằng cách là làm cho cái máu huyết được lưu thông. Thì vì cái lý do đó cho nên tôi đã tìm liên lạc để mua cái đôi đũa thần kỳ này, rất là hiệu quả. Mà nhất là chỗ nào mà thí dụ như là nó có một cái gọi là inflammation, hoặc là inflammation là nó sưng hay là gì đó, thì cái đũa này với cái sức nóng của nó có thể làm
tan máu đi, hoặc là gọi là làm cho cái thần kinh mình ngay chỗ đó được xoa dịu, những cái huyệt đạo được được kích thích trở lại. Riêng về cá nhân của tôi thì tôi thấy rất là hiệu quả. Thì tôi hy vọng là những cái người nào mà dùng cái đũa thần kỳ này đó, cũng là một cái loại khoa học. Tuy nhiên là nó từ cái từ trường hoặc là cái tĩnh điện mà nó làm cho chúng ta tan biến được những cơn đau. Đôi đũa thần kỳ đã du hành qua nhiều nước trên thế giới, điều trị cho người Việt Nam mình và cả người ngoại quốc các chứng bệnh tê thấp, phong thấp, trẹo gân, xương khớp, còi xương, bông gân, nghẽn mạch máu, đầu nhức đến độ không ngủ được, đi đứng khó khăn, thuyên giảm 80% ngay đợt đầu tiên sau khi được cô lên đi ngủ dùng đôi đũa thạch anh châm vào các huyệt đang mệt. Tại Berlin, bà là nhân viên cố vấn sức khỏe tại Germany, bị tai nạn té xe đạp và chật xương cổ đã đi trị liệu nhiều lần tại các nhà thương tại Berlin, nhưng những cơn đau nhức của bà vẫn không thuyên giảm, và nhất là chứng trị bệnh dị ứng mũi đã làm cho bà rất khổ sở. Sau 10 phút được trị liệu bằng đôi đũa thần kỳ thì bà đã đứng lên phát biểu rằng: "Tôi rất sung sướng và không ngờ rằng trên đời này lại có một công cụ trị bệnh hiệu quả nhanh chóng đến thế. Nó không những đã trị được chứng bệnh trên cổ của tôi mà trị luôn chứng dị ứng mũi trong vòng vài phút, và làn da cũng như bọc mỡ mắt của tôi cũng rất đẹp. Cảm ơn cô Linh Đình Ngũ, người đã đem đến cho cuộc đời một sản phẩm rất ư là thần kỳ." Trong một vòng đi trị bệnh tại Âu Châu vừa qua ở các nước Pháp, Bỉ, Đức, dưới sự tận kiến tận mắt trông thấy của nhiều người và có thu hình, cô Linh Đình Ngũ đã chữa trị thuyên giảm 80% cho những bệnh nhân dưới đây. Tại Pháp, Salon Zen Escape Champéry, bà Catherine Larose, 50 tuổi, tai bị ù, mắt ghi mờ khi tỏ, chóng mặt thường xuyên. Sau 25 phút chữa trị tại chỗ bằng đôi đũa thần kỳ, hai tai bà không còn lùng bùng, mắt đọc chữ không cần kính và cũng không còn thấy chóng mặt nữa. Bà Jong Wu, 38 tuổi, đau nhức ở cổ, thường bị chảy nước mắt sống. Sau 20 phút chữa trị, hết chảy nước mắt sống, cổ giảm đau đến 80%. Tôi không bao giờ có thể thở bằng mũi của tôi, không bao giờ. Bây giờ tôi có thể thở bằng mũi. Linh Đi xin cảm ơn chị Linh Đi rất là nhiều. Quý vị nào đã từng mơ ước từ nhỏ giống như Khánh Hoàng có một cái chiếc đũa thần kỳ để giúp đỡ cho bá tánh, giúp đỡ cho nhiều người, thì bây giờ quý vị không cần ước mơ nữa. Quý vị chỉ cần gọi ngay số điện thoại ở trên màn hình để quý vị có thể mua ngay đôi đũa thần kỳ của chị Linh Đi Ngủ, để có thể chữa bệnh cho mình, chữa bệnh cho những người thân quen của mình. Và đặc biệt nếu quý vị không có bệnh thì quý vị cũng có thể phòng chống những căn bệnh hiểm nghèo có thể đến với quý vị bất cứ lúc nào. Cảm ơn chị Linh Đi và mong rằng tấm lòng của chị và những sản phẩm của chị sẽ giúp xoa dịu nỗi đau và chữa trị rất nhiều nỗi đau cho các bệnh nhân Việt Nam chúng ta nói riêng và cả cộng đồng thế giới nói chung. Cảm ơn Khánh Hoàng rất là nhiều đã cho Linh Đi cái cơ hội mà trò chuyện với quý vị cũng giống như Khánh Hoàng về cái đôi đũa thần kỳ. Đây là một cái niềm vui và hãnh diện rất là lớn đâu cho Linh Đi. Cảm ơn Khánh Hoàng. Cảm ơn quý vị.